cách thủ tục hành chính tiếp tục là vấn đề được các doanh nghiệp dành nhiều quan tâm. Rất cần có bộ tiêu chuẩn về chuyển đổi số để doanh nghiệp triển khai. Nhiều trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn đổi mới công nghệ nhưng chưa rõ quy trình nên bắt đầu từ đâu. Chính phủ nên đâu đó chia nhỏ và định vị ra các tiêu chuẩn doanh nghiệp và có những cái văn bản về hành chính cũng như là các cái hành lang pháp lý cho các loại doanh nghiệp này họ có thể áp dụng được từng bước bước một với cái việc số hóa. Các cơ quan nhà nước nếu mà số hóa thì doanh nghiệp phải theo. Vì nếu doanh nghiệp không số hóa thì sẽ không tiếp cận được những cái thủ tục về thủ tục hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Thì tôi nghĩ là các cơ quan nhà nước phải đi đầu. Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố bộ chỉ số trong chuyển đổi số, đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp biết cần gì, quy trình giải pháp ra sao. Cùng với đó là việc hỗ trợ kho dữ liệu về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thử nghiệm với những thiết bị công nghệ mới. Chúng tôi sẽ thực hiện các khóa đào tạo, các chương trình đào tạo với hiệp hội từ các vấn đề về tiêu chuẩn, từ các về các hệ thống công cụ năng suất và các cái hệ thống giải pháp về chuyển đổi số để làm sao giúp cho doanh nghiệp có thể nhận diện một cách tổng thể, hệ thống và bài bản về cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Các chuyên gia về năng suất cũng khuyến cáo, trước khi xây dựng lộ trình cải tiến năng suất, chuyển đổi số, doanh nghiệp cần hiểu rõ năng lực hiện tại. Tổ chức tín dụng và các ngân hàng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ hậu Covid-19 của chính phủ. Từ đó, có đủ nguồn lực ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo.